Tiếp nối câu chuyện xây dựng thương hiệu mật ong Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩ Quyên kính mời quý vị cùng trải nghiệm quy trình sản xuất mật ong đơn hoa hàng đầu của Việt Nam tại công ty trách nhiệm hữu hạn GNP, một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất mật ong đã có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện về mật ong GNP quý vị nhé. Kiểm soát quy trình theo HACCP. Môi trường nuôi ong trong lành. Thợ nuôi lành nghề hơn 30 năm. Ong nuôi không biến đổi gen, không chứa carbendazim. Là trại nuôi ong đầu tiên được đặt tại Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 1985. Mật ong của công ty trách nhiệm hữu hạn GNP được bán cho những công ty để xuất khẩu. Những năm sau đó, nhu cầu xuất khẩu mật ong sang các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ tăng cao. GNP đã thành lập nhóm liên kết với những hộ nuôi ong, đồng thời mở các lớp tập huấn kiến thức nuôi ong sạch để có thể thu được nguồn mật chất lượng cao nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn GNP duy trì cách nuôi ong thủ công kết hợp với các kiến thức khoa học và phương pháp quản lý chuyên nghiệp nhằm đem đến nguồn mật chất lượng cao nhất. Mật ong GNP được thu hoạch từ các trại ong. Thì sau khi mà mật đã đủ chín thì chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu và gửi đi xét nghiệm. Thì khi mà các chỉ tiêu đã đạt được đủ tiêu chuẩn, ví dụ như là hàm lượng nước phải dưới 20%, không kháng sinh và không carbendazim, thì chúng tôi mới tiến hành nhập cái lô mật đó về trong khu vực sản xuất. Thì khi mà nhập mật về thì mật đã được phân lô theo từng bồn và không trộn lẫn lại với nhau. Chúng tôi đều ghi chép lại các mẫu và các lô mật đó để thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc. Thì chúng tôi chỉ sử dụng phương pháp lọc thô, sau đó được đóng chai và dán nhãn trước khi vận chuyển đến người tiêu dùng. Thì trong quy trình sản xuất, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn của SACCB. Đây là tiêu chuẩn quốc tế nhằm hạn chế các mối nguy hại trong thực phẩm và đảm bảo được vệ sinh an toàn tuyệt đối nhất đối với người tiêu dùng. Thì tiêu chuẩn này đã được toàn thế giới chấp nhận. Và đây là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên của chúng tôi trong việc sản xuất. Để đảm bảo nguồn mật ong đạt chất lượng cao nhất trước khi nhập kho, sau đó các mẫu được kiểm tra tại Intertech, công ty kiểm nghiệm hàng đầu thế giới, nhằm mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất. Xuất thân từ truyền thống gia đình từ năm 1985 là người đi nuôi ong, sau đó nhận thấy cái tiềm năng xuất khẩu, mình thành lập một cái hội nuôi ong để mà cùng nhằm mục đích là thu mua được những sản phẩm mật ong chất lượng cao để xuất khẩu đi. Rất là nhiều loại mật ong thì mình nhận thấy là mỗi loại mật ong nó có một cái hương vị và một cái màu sắc đặc trưng khác nhau của từng loại. Chính vì vậy nên mà mình muốn xây dựng cái thương hiệu mật ong GNP khác biệt so với những cái thương hiệu loại mật ong khác trên thị trường. Từ những cái nguồn hoa nào cho nên là hướng khác biệt như mật ong đơn hoa, đó là một cái điểm khác biệt của mật ong GNP. Mật ong GNP tự hào là mật ong đơn hoa, không pha lẫn, tinh lọc, nguyên chất, với hương vị độc đáo đặc trưng của từng loại hoa, được thu hoạch thủ công do những người thợ dày dặn kinh nghiệm đảm trách. Thưa quý vị, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường mật ong đã góp phần làm gia tăng giá trị sản phẩm và thương hiệu mật ong Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần thúc đẩy thị trường nội địa phát triển, để mật ong thương hiệu Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng vươn xa hơn nữa. Việc xây dựng thành công thương hiệu mật ong Bà Rịa Vũng Tàu là nỗ lực nhằm tạo cơ sở và động lực thúc đẩy sản xuất, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nghề nuôi ong. Đến đây thì chương trình Nhịp sống kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin nói lời tạm biệt. Chương trình được phát trên kênh BRT vào lúc 7 giờ 40 phút thứ bảy hàng tuần. Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.